cuộc truy đuổi kịch tính các nghi phạm tấn công Moscow ở Bryansk bất ngờ đích đến. Thổ Nhĩ Kỳ thông tin nóng về nghi phạm trong vụ tấn công ở Moscow. Nga triển khai làn sóng tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Tên lửa Nga náo động NATO, 32 nước lên kế hoạch phản công. Hezbollah phóng hàng chục tên lửa vào thị trấn của Israel. kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thanh tra cảnh sát giao thông tham gia cuộc truy đuổi những nghi phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở Moscow đã chia sẻ khoảnh khắc phát hiện chiếc xe của các nghi phạm tấn công nguy hiểm ở vùng Bryansk. Cuộc truy đuổi kịch tính đã để lại nhiều câu hỏi về đích đến cuối cùng của chúng. Đáng chú ý, một trong số các nghi phạm trẻ tuổi đã khiến nhiều người bất ngờ và choáng váng khi che đậy âm mưu vô cùng khéo léo và tinh vi. Theo Aviapro, khi chiếc xe chở những nghi phạm gây ra vụ tấn công ở Moscow bị cảnh sát giao thông phát hiện, một cuộc truy đuổi quy mô lớn liên quan tới các tuyến đường có thể dẫn cả đến Ukraine và Belarus đã diễn ra. Hai đội cảnh sát giao thông đã rượt đuổi các nghi phạm sau khi phát hiện chúng ở cây số 395 trên cao tốc M3 Nhóm này đi tiếp khoảng 20 km mà không hề cố gắng thay đổi lộ trình hoặc bỏ trốn. Dường như chúng chỉ muốn duy trì tốc độ cao. Việc xác định ý định thực sự của các nghi phạm là rất khó khăn do vị trí địa lý của điểm xuất phát của cuộc truy đuổi. Điểm xuất phát nằm trước ngã ba các con đường dẫn tới những hướng khác nhau. Một hướng về Ukraine dọc theo đường cao tốc M3, một hướng về biên giới với Belarus qua đường cao tốc A240. Các nhà phân tích và nhiều chuyên gia cho rằng nếu không có sự chuyển hướng hoặc chỉ dẫn rõ ràng về hướng đi, mà chỉ đi thẳng như các nghi phạm, thì rất khó xác định được chính xác mục đích của chúng là vượt biên giới Ukraine hay cố gắng nhập cảnh Belarus. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của công chúng và giới chuyên môn về đường mòn Ukraine có thể chạy qua Belarus, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về an ninh biên giới và sự phối hợp quốc tế trong việc chống lại các cuộc tấn công nguy hiểm. Các cuộc điều tra và phân tích vẫn tiếp tục với nỗ lực làm sáng tỏ ý định và lộ trình cuối cùng của các nghi phạm tấn công nguy hiểm. Cho tới giờ, hành động của những nghi phạm vẫn là vấn đề cần điều tra. Một trong số các nghi phạm là Muhammad Sobia Fayzob, 19 tuổi, là một nhà tạo mẫu tóc đầy hứa hẹn, làm việc chăm chỉ. Các đồng nghiệp cũ và khách hàng tại tiệm cắt tóc nhỏ, nơi Fayzob từng làm việc đều choáng váng khi biết tên hắn là một trong số các đối tượng tiến hành vụ tấn công. Tờ The Guardian dẫn lời Yamina Safiyeva, chủ tiệm cắt tóc ở ngoại ô Moscow, nơi Fayzob làm việc 3 tháng trước khi vụ việc xảy ra nói rằng, cậu ta được coi là một thợ cắt tóc giỏi, tôi không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở người thanh niên đó thông tin về các nghi phạm tấn công ở Moscow không xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, cả bốn đối tượng đều là người Tajikistan. Tất cả dường như đều được chi nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở tỉnh Khorasan, ISK, tuyển mộ và cực đoan hóa. Các đối tượng được cho là sống ở trong và xung quanh Moscow là một phần trong cộng đồng gồm 1,5 triệu người di cư Tajikistan rơi bỏ quê hương và tới Nga để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Dalejon Miyoyev, đối tượng lớn tuổi nhất trong số các nghi phạm, 32 tuổi, có thể đã cư trú bất hợp pháp ở Nga trong khi tên Saida Saidakrami Murodali Racha Balizoda, 30 tuổi, dường như thất nghiệp, Samsidin Fariduni, 25 tuổi, lại là kẻ có cuộc sống ổn định nhất trong số các nghi phạm. Tên này đăng ký cư trú ở Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, nơi xảy ra vụ tấn công và làm việc trong một nhà máy sản xuất ván sản. Giới chức thổ nhĩ kỳ xác nhận với hai hãng tin Reuters và AP, hai công dân Tajikistan, Saidakrami Racha Balizod và Samsidin Fariduni đều là nghi phạm trong vụ tấn công ở ngoại ô Moscow đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trước đó để gia hạn giấy phép tạm trú ở Nga. Quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ lý giải Raja Balizot và Fariduni được tự do đi lại giữa hai nước vì thời điểm đó giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không ghi nhận bất kỳ lệnh bắt nào với hai cá nhân này. Ông khẳng định hai nghi phạm không bị cực đoan hóa trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý các nghi phạm đã cư trú ở Nga trong thời gian dài. Quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Raja Balizot nhập cảnh vào ngày 5 tháng 1, thuê một phòng khách sạn trong quận Fatin ở Istanbul và trả phòng vào ngày 21 tháng 1. Fariduni nhập cảnh vào ngày 20 tháng 2, cũng thuê khách sạn trong quận Fati vào ngày 21 tháng 2 và trả phòng sau đó 6 ngày. Fariduni khai đến Thổ Nhĩ Kỳ vì hết hạn visa ở Nga. Tài khoản Instagram của Fariduni trong ngày 23 tháng 2 có 8 lần đăng hình ảnh với định vị tại Asaray Istanbul, trong đó có ảnh chụp Thánh đường Hồi giáo ở Fatih. Raja Palizot và Fariduni đều xuất cảnh ở Istanbul, đón cùng chuyến bay sang Nga vào ngày 2 tháng 3. Quan chức này trả lời AFP, chúng tôi đánh giá hai cá nhân này trở nên cực đoan hóa tại Nga vì họ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, tờ Ivestia dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết, hai trong số bốn kẻ tham gia vụ tấn công ở Moscow có lẽ đã nhận chỉ thị khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Hai đối tượng còn lại được tuyển dụng trên lãnh thổ Nga. Khi trả lời thẩm vấn, nghi phạm Fariduni khai nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Nga hôm ngày 4 tháng 3. Tên này cho biết, tôi nghe bài giảng của một nhà truyền giáo trên mạng xã hội Telegram. Sau đó, trợ lý của nhà truyền giáo viết tin trên Telegram không đều tên. Anh ta đề nghị thường 500.000 rúp để giết người, bất kể là ai. Nguồn tin trên cho biết thêm, các nhà truyền giáo Wahabi đã bị kết án vắng mặt và bị Nga đưa vào danh sách truy nã như Abdullah Kosteksky và Abu Uma Sassidlinsky hiện sống ở Thổ Nhĩ Kỳ mọi thứ ở đó đối với họ đều tốt, họ có trung tâm truyền thông riêng để giao rằng Một nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, cụ thể là nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan ISISK đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ với dân số chính thức là 85 triệu người, đang là nơi sinh sống của 10 triệu người di cư, bao gồm hàng triệu chiến binh thành chiến từng chiến đấu trong khu vực rộng lớn từ Afghanistan đến Libya. Hãng thông tấn RIA Novosti Nga ngày 27 tháng 3 cho biết, chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin, giám đốc FSB Alexander Podikov tiết lộ, lời khai đầu tiên của nghi phạm trong vụ tấn công ở Moscow đã xác nhận về dấu vết của Ukraina. Dữ liệu chính mà chúng tôi nhận được từ những nghi phạm đã xác nhận điều này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tinh chỉnh thêm thông tin để biết liệu sự hiện diện và tham gia của Ukraina là có thật hay không. Trong tình hình hiện nay, có lý do để tin rằng đây là sự thật. Ông nhấn mạnh rằng, những nghi phạm này không thể tự mình chuẩn bị một cuộc tấn công như vậy. Ông Podikov nói, tất nhiên là họ có sự giúp đỡ. Hàng tin Reuters cho hay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 26 tháng 3 tiết lộ các nghi phạm ban đầu đã cố gắng chạy trốn sang Belarus, chứ không phải Ukraine. Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bởi trước đó, ông Putin cáo buộc Ukraine đã chuẩn bị lối thoát giúp những kẻ tấn công vượt qua biên giới. Theo ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin, các cơ quan an ninh Belarus và Nga đã phối hợp hành động khi xe của những nghi phạm chạy từ Moscow về phía tây nam đến vùng Priyan, giáp với cả Ukraine và Belarus. Họ không thể vào Belarus. Họ biết rằng việc cố gắng vào Belarus sẽ là một ý tưởng rất tồi, bởi vì Belarus đã ngay lập tức tăng cường các biện pháp an ninh. Ông Lukashenko cho biết, ông đã nhận được thông báo từ chính quyền Nga ngay sau khi cuộc tấn công xảy ra được vài phút, nên đã đặt các đơn vị an ninh Belarus trong tình trạng báo động chiến đấu, thiết lập các trạm kiểm soát trên các con đường để ngăn chặn những kẻ tấn công xâm nhập vào nước này. Ông nói, đó là lý do tại sao họ không có cơ hội vào Belarus. Họ đã nhận ra điều đó, vì vậy họ sẽ hướng tới biên giới nga ukraine Vừa qua, theo Baza, Trang Tin có liên hệ mật thiết với Cơ quan An ninh và Hành pháp Nga, cho biết 95 người đã xuất hiện trong danh sách mất tích do các cơ quan khẩn cấp tổng hợp dựa trên thông tin từ người thân của họ. Bà Gia cho hay, danh sách này bao gồm những người mà thân nhân không thể liên lạc được kể từ khi vụ việc xảy ra. Họ không có tên trong danh sách người tử vong và bị thương. Một số người chết hiện chưa được xác định danh tính. Các nhà điều tra nói, bốn nghi phạm đã sử dụng súng AK để tấn công, khi 6.200 người có mặt trong khán phòng chuẩn bị xem biểu diễn. Hơn 500 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Bà già cuối tuần qua dẫn nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp, nói hơn 200 người có thể vẫn mắc kẹt trong nhà hát trước khi mái nhà sụp xuống do bị các nghi phạm tưới sang phóng hỏa. Rất nhiều lời kêu gọi giúp tìm kiếm nạn nhân đã xuất hiện trên mạng xã hội Nga trong những ngày qua. Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 3 cho biết, Moscow không muốn đối đầu với các nước NATO. Nhiều quan chức phương Tây trước đó kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu Kiev bị đánh bại. Ông Putin nói về những tuyên bố này trong chuyến thăm căn cứ không quân Tozhok ở vùng Tiver. Tổng thống Nga nói, điều này thật vô lý, đồng thời lưu ý đến sự chênh lệch trong chi tiêu quốc phòng của Nga và ngân sách của quân đội NATO. Ông Putin nói thêm rằng các vệ tinh của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì để lo ngại. Theo ông, việc nói về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào Ba Lan, Cộng hòa Séc hoặc các nước vùng Baltic chỉ là lời tuyên truyền của các chính phủ nhằm đe dọa người dân của họ. Tổng thống Nga lưu ý rằng NATO đã và đang mở rộng về phía biên giới Nga chứ không phải ngược lại, và Liên bang Nga chỉ đơn thuần là bảo vệ người dân của mình. Tjurk là nơi đặt trung tâm huấn luyện 344 dành cho phi công chiến đấu của Nga bao gồm cả những nhân sự đang được huấn luyện để tham gia cuộc xung đột Ukraina. Trong khi đó, đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết, Ukraina không chỉ cần lựu pháo, xe tăng và xe bọc thép mới, mà còn cần binh sĩ mới để bù đắp cho những người đã tử trận và bị thương, và sau đó mới nói về việc huy động. Theo chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, trong khi phương Tây có thể cung cấp tiền và đạn dược thì Ukraina phải cung cấp nhân lực Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer được đưa ra trong bối cảnh ông dẫn đầu phái đoàn quân sự NATO đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức cấp cao về ngoại giao, quốc phòng và thảo luận về vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Đô đốc Rob Bauer tuyên bố quan hệ NATO và Kiev ngày càng được thắt chặt, khả năng tương tác cũng dần cải thiện Ông nhấn mạnh các đồng minh của Ukraine không nên quá bi quan về khả năng đẩy lùi quân đội Nga, đồng thời hối thúc chuyển giao nhanh chóng các gói viện trợ quan trọng. Còn theo Thủ tướng Latvia, Evika Silina ngày 27 tháng 3 cho biết, các quốc gia thành viên NATO chưa sẵn sàng đàm phán về việc triển khai bộ binh tới Ukraine, ngay cả sau khi Pháp đề cập tới khả năng này vào tháng trước. Bà Silina đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tới đất nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Olaf Scholz, nhà lãnh đạo Latvia tuyên bố về quân đội, tôi không nghĩ rằng sáng kiến đưa quân tới Ukraine đã được chuẩn bị kỹ càng bởi các cuộc thảo luận về vấn đề này chưa chín muồi. Liên quan tới việc điều quân, tôi cho rằng NATO chưa sẵn sàng. Thủ tướng Latvia cũng chỉ ra rằng Kiev chưa yêu cầu các nước NATO điều quân và nhấn mạnh chúng ta cần tập trung cho các nhu cầu của Ukraine thay vì những gì nước này không yêu cầu. Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đăng trên mạng xã hội viết việc tìm kiếm và cứu nạn đã hoàn tất khu vực hiện trường đã được các đội cảnh quyền và thiết bị người máy chuyên dụng kiểm tra. Có hơn 1.000 chuyên gia ứng phó tình huống khẩn cấp được triển khai tại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Tổng cộng 900 mét vuông đống đổ nát đã được dọn dẹp. Quan chức Sergei Politikin, người đứng đầu văn phòng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại Moscow, trong một tuyên bố sau đó nói rằng lý do khiến công tác tìm kiếm cứu hộ tại nơi xảy ra vụ tấn công đã kết thúc là bởi các nhân viên cứu hộ thông báo không còn gì mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bên cạnh đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tiết lộ rằng sau khi trốn khỏi hiện trường, các nghi phạm tấn công ở Moscow ban đầu định chạy vào Belarus chứ không phải Ukraine. Theo tờ The Moscow Times, trước đó đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm vào sáng ngày 23 tháng 3 ở khu vực Priyan, gần biên giới của Nga với cả Ukraine và Belarus. Các quan chức Nga, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Putin, đều nói rằng các nghi phạm bị bắt khi đang lái xe về phía Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko cho biết các nghi phạm ban đầu đã tìm cách vào Belarus nhưng đã đổi ý vì Belarus áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường. Hãng thông tấn nhà nước Benta dẫn lời ông Lukashenko, đó là lý do tại sao chúng quay lại và đi về phía biên giới Ukraine-Nga. Khi kể lại cuộc điện đàm với Tổng thống Putin trong thời gian ngay truy lùng thủ phạm vụ tấn công, Tổng thống Lukashenko khẳng định nhà lãnh đạo Nga đã nhờ ông chặn đường của các nghi phạm vào Belarus. Ông kể, ông Putin hỏi tôi rằng có thể giúp đóng biên giới Nga-Belarus được không? Tôi trả lời là tôi sẽ đóng biên giới và chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Cuộc điện đàm có nội dung như vậy. Theo Tổng thống Lukashenko, ông đã tiết lộ chi tiết cuộc nói chuyện với ông Putin để đáp lại những lời chỉ trích rằng nhà lãnh đạo Nga sau tới 19 tiếng mới phát biểu trước công chúng về vụ tấn công. Ông nói, Tổng thống Putin và tôi đã thức suốt 24 giờ, những người chỉ trích không biết về điều đó. Ngày 26 tháng 3, các quan chức an ninh Nga tuyên bố rằng Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm một phần về vụ tấn công ở Moscow. Giám đốc Cơ quan An ninh Nga, FSB, ông alexander polikov cho biết thông tin chính từ những người bị tạm giữ xác nhận có dấu vết liên quan ukraine trong vụ tấn công ông polikov nói với nhà báo baven zarubin của tập đoàn truyền thông vgtrk tôi có thể nói chắc chắn rằng có cơ sở chính trị chỉ những người hồi giáo thì không thể chuẩn bị một hành động như vậy tất nhiên họ đã được giúp đỡ và chúng tôi thấy dấu vết ukraine tổng thống nga vladimir putin đã nói điều này ông polikov nhấn mạnh chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin để biết liệu thực sự phía Ukraine có hiện diện hay tham gia vụ này hay không. Cho đến nay, có mọi lý do để nói như vậy, vì chính những tên này muốn chạy ra nước ngoài tới lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin sơ bộ của chúng tôi, có người đã chờ họ ở đó. Trong khi đó, thư ký hội đồng an ninh Nga, ông Nikolai Pachusev cũng cho rằng chính quyền Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công trên khi trả lời câu hỏi của báo giới về sự dính líu của Ukraine hoặc IS trong vụ tấn công. Phía Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này của phía Nga. Tờ Pravda Ukraina ngày 23 tháng 3 dẫn lời Mikhailo Podolyak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố trên Telegram. Hãy nói thẳng điều này, Ukraina hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Liên quan đến tình hình giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraina, thưa quý vị, mới đây Nga đã triển khai làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraina ở hậu phương, trong đó có Kharkov. Theo đánh giá, việc thành phố này bị tấn công sẽ cản trở sự hoạt động của các cơ sở quân sự quan trọng tại đó. Vừa qua, Nga đã triển khai làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine ở hậu phương. Trong làn sóng tấn công mới, quân đội Nga đã tấn công vào Kharkov. Việc thành phố này bị tấn công sẽ cản trở sự hoạt động của các cơ sở quân sự quan trọng tại đó. Truyền thông Ukraine tuyên bố rằng tất cả 12 máy bay không người lái cảm tử của Nga đã bị lực lượng phòng không Ukraine phá hủy nhưng những con số chính thức lại mâu thuẫn với báo cáo của các nguồn tin địa phương Ukraine. Trước đó, nhiều vụ nổ vang lên ở thành phố Kharkov, các mục tiêu được cho là các cơ sở năng lượng địa phương. Thành phố gần như bị mất điện hoàn toàn do các cuộc tấn công gần đây của Nga. Đối với Nga, Kharkov là một trong những mục tiêu dễ tấn công nhất. Thành phố này ở gần biên giới Nga. Do đó, ngay cả các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sử dụng cũng sẽ gặp khó khăn khi đánh chặn các tên lửa bay với tốc độ cao, di chuyển trên quỹ đạo đạn đạo bởi thời gian phóng đến thời gian hạ cánh của tên lửa diễn ra chưa đầy một phút. Michael Kopman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận có trụ sở tại Virginia, Mỹ, gọi Kharkov là chiếc mỏ neo, vẫn đang chấn giữ mặt trận phía đông. Khi nhắm mục tiêu vào Kharkov, Moscow có thể hướng tới yếu tố thành phố chủ yếu là người nói tiếng Nga. Tại một vị trí quân sự giữa Kharkov và vùng biên giới, các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Ukraine mặc đồ ngụy trang để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga một binh sĩ có biệt danh Mano cho biết, tình hình rất căng thẳng. Trong khi đó, sự chậm trễ của phương Tây khi cung cấp đạn dược và khí tài quân sự cho Ukraine đã khiến đơn vị của Anh rơi vào tình thế khó khăn. Một binh sĩ khác, người có biệt danh Stilok nói rằng, khi tên lửa hướng tới thành phố, chúng tôi cảm thấy bất lực. Một mục tiêu khác cũng bị quân đội Nga tấn công trong đêm là điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn tấn công độc lập số 3 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác đã phá hủy một trong những ký túc xá ở nhà máy cơ khí ở Novgorodka. Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong khi đó, ở hầu hết các hướng trên mặt trận, quân đội Nga đang đẩy lực lượng Ukraine lùi về phía sau. Kiev Independent đưa tin, trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định Mỹ sẵn sàng thực hiện các cam kết của NATO và bảo vệ các đồng minh của mình trong trường hợp bị tấn công. Bình luận của bà Sinh được đưa ra sau khi tên lửa Nga được cho là đã xâm nhập không phận Ba Lan trong cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraina Trước đó, Ba Lan thông báo đã điều máy bay chiến đấu xuất kích đánh chặn một vật thể không xác định từ phía Ukraine xâm phạm không phận nước này. Toàn bộ quân đội Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan, Gueslo Kukula, khi đó nói rõ ràng đây là một tên lửa, đồng thời cáo buộc đó là tên lửa của Nga. Bà Sinh nói thêm rằng, nếu một đồng minh NATO bị tấn công, chúng tôi chắc chắn không muốn thấy điều đó, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. Ưu tiên của chúng tôi lúc này là đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần trên chiến trường cùng đề cập tới vấn đề về tên lửa Nga. Khi phát biểu trên hãng truyền thông Ba Lan RMF24, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Ezeina cho biết, khối 32 quốc gia NATO được cho là đang cân nhắc bắn hạ các tên lửa Nga nếu chúng bay quá gần tới biên giới các nước thành viên NATO. Bên cạnh đó, Ba Lan đã phải điều động chiến đấu cơ để bảo vệ không phận nước này khi Nga phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nhằm vào Utena. Vassava cho biết tên lửa Nga đã bay vào không phận Ba Lan và lưu lại đây trong 39 giây. Ngay sau đó, đại sứ Nga tại Ba Lan, Sergei Andreyev đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập để phản hồi về vụ việc, nhưng ông từ chối yêu cầu. Ông Ezena nói, Nga thừa hiểu rằng nếu tên lửa di chuyển xa hơn vào không phận Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ, sẽ có một cuộc phản công. Cộng theo Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, hiện các tình huống và viễn cảnh khác nhau đang được NATO phân tích, bao gồm cả việc bắn hạ các tên lửa tương tự khi chúng ở rất gần biên giới các nước thành viên NATO. Trong cuộc phỏng vấn với cơ quan báo chí Ba Lan, PAP, tướng Stanislaw Kozier, cựu giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan nhận định, việc tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan có thể là một hành động có chủ đích nhằm khiêu khích thử nghiệm hệ thống phòng không Ba Lan. Về phần mình, chính phủ Nga vẫn chưa có phản hồi chính thức trước các cáo buộc từ Ba Lan. Trong các cuộc tấn công Ukraine trước đây, tên lửa Nga từng bay vào không phận Ba Lan. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, một tên lửa Nga đã bay vào không phận Ba Lan, khiến hệ thống phòng thủ của Ba Lan đặt trong tình trạng báo động cao. Trong một sự cố khác vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, một tên lửa đã bay vào lãnh thổ Ba Lan và khiến hai dân thường thiệt mạng. Sau đó, các nhà điều tra Ba Lan kết luận đây là tên lửa của Ukraine được phóng để đánh chặn cuộc tấn công của Nga, nhưng nó đã bay lạc sang Ba Lan. Hình ảnh đăng tải trên trang Defense Express mới đây cho thấy, các binh sĩ Nga hàn các que thép chĩa lên trời, giống như anten ở mặt trận thiết giáp BMP-1, tạo thành trận địa cọc để đối phó drone cảm tử. Đây được coi là một trong những sáng kiến mới nhất của binh sĩ Nga nhằm chống lại chiến thuật sử dụng drone góc nhìn thứ nhất FPV, vốn được coi là khắc tinh của tăng thiết giáp trên chiến trường Ukraine. Những que thép được hàn trịa lên trời, san sát nhau nhiều khả năng nhằm khiến drone FPV quyệt vào và phát nổ sớm hơn dự tính. Đầu đạn trên một số mẫu drone FPV của Ukraine sẽ kích hoạt khi dây kiếp bằng kim loại mỏng ở phía trước va chạm vào chứng ngại vật và bị biến dạng. Về lý thuyết, các que thép này có thể khiến drone phát nổ trước khi va chạm vào mục tiêu do đó sẽ giảm mức độ sát thương từ đầu đạn nổ lõm thường gắn trên dòng FPV chống tăng. Tuy nhiên, dường như các sợi dây thép mà binh sĩ Nga hàn trên thiết giáp quá ngắn, drone vẫn có thể phát nổ ở khoảng cách đủ gần để gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc BMP1 vốn có lớp giáp mỏng. Hiệu quả thực tế của phương pháp này còn tùy thuộc vào loại đầu đạn mà chiếc drone mang theo. Bên cạnh đó, một số mẫu drone FPV hiện nay không sử dụng đầu đạn RPG với ngoài nổ cận đích để tập kích mục tiêu, nên có thể miễn nhiễm với trận địa cọc của lực lượng Nga trong trường hợp drone được trang bị đầu đạn chống bộ binh như mìn định hướng, phương pháp của binh sĩ Nga thậm chí có thể phản tác dụng, do việc nổ ở trên không sẽ giúp các mảnh vỡ từ quả đạn phân tán hiệu quả hơn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Drone FPV là một trong các khí tài nổi bật nhất hiện nay tại chiến trường Ukraine. Chúng được cả hai bên sử dụng phổ biến nhờ có giá rẻ và dễ sản xuất, đồng thời có thể gây ra sát thương lớn cho bộ binh và cả khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp nếu đánh chúng vào các vị trí hiểm yếu trên xe lực lượng Nga và Ukraine đã áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với các sát thủ diệt tăng này, như gắn thiết bị gây nhiễu cầm tay lên phương tiện chiến đấu để vô hiệu hóa drone từ xa. Hai bên cũng sử dụng một số biện pháp thô sơ hơn như hàn giáp lồng lên tháp pháo và các vị trí hiểm yếu, hay phủ dơm lên xe để che giấu tín hiệu nhiệt khỏi drone chuyên tập kích ban đêm. Song song với việc tìm cách đối phó drone, Nga và Ukraine cũng đang tăng cường đầu tư vào loại khí tài này để cải thiện về cả chất lượng và số lượng quân đội Ukraine đang bắt đầu sử dụng khí cầu mang theo thiết bị nổ để tập kích lực lượng Nga trên tiền tuyến, song hiệu quả có thể không cao. Cụ thể, theo Mas, một tài khoản Telegram ủng hộ quân đội Nga và có 2,8 triệu người theo dõi trên Telegram ngày 27 tháng 3 đăng ảnh một quả khí cầu mắc trên cành cây sau khi bị bắn rơi, cho biết đây là vũ khí cảm tử mới mà lực lượng Ukraine gần đây triển khai nhằm bí mật tập kích lực lượng Nga. Tài khoản trên cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Nga bắn hạ loại khí cầu này từ đầu xung đột theo Max, nó được thiết kế giống như khí cầu thời tiết để tránh bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không hay pháo binh. Khí cầu được trang bị thiết bị định vị GPS, bộ điều khiển, chấn lưu, thiết bị nổ và nguồn điện. Tổ vận hành nhập sẵn tọa độ mục tiêu và bộ điều khiển trên khí cầu trước khi triển khai nó ra tiền tuyến. Giới chuyên gia Nga nhận định gần như không thể tấn công mục tiêu một cách chính xác bằng phương pháp này. Song vẫn cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng vì khí cầu cảm tử có thể bay ở độ cao rất lớn nên khó bị bắn hạ. Họ cũng cho biết loại khí cầu này đã vô tình làm rơi chất nổ khi bay qua các ngôi làng ở khu vực biên giới, khiến một số người bị thương nặng. Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, ở chiều đối diện, các quan chức Ukraine từng cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện và bắn hạ 6 khí cầu có thể được gắn các thiết bị trinh sát nghi là của Nga trên bầu trời thủ đô Kiev. Tạp chí The Drive cho rằng đây có thể là chiến thuật mới của Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về khả năng phòng không của Ukraine, cũng như đánh lạc hướng để Kiev tiêu tốn nhiều đạn dược và các nguồn lực khác. Thời điểm đó, cơ quan quản lý quân sự Kiev KCMA đăng trên Telegram rằng chúng tôi phát hiện khoảng 6 mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev. Đây là những khí cầu di chuyển trên không trung chịu tác động từ sức gió. Mục đích của những khí cầu này có thể là nhằm phát hiện và làm cạn kiệt năng lượng phòng không của Ukraine. Được biết, khí cầu quân sự từng được sử dụng phổ biến trong thời kỳ thế chiến thứ nhất với nhiệm vụ quan sát hoạt động di chuyển của đối phương chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và phát hiện sớm các cuộc tập kích của kẻ thù khí tài này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa thư từ và cả con người trên chiến trường sau thế chiến thứ nhất khí cầu quân sự dần biến mất khi máy bay và các công nghệ khác xuất hiện tuy nhiên nó vẫn được sử dụng cho một số mục đích cụ thể như quan sát khí tượng hay huấn luyện phi công trong thời kỳ chiến tranh lạnh Mỹ từng triển khai hàng trăm khí cầu tầm cao tới khu vực Đông Âu để thu thập thông tin tình báo về năng lực hạt nhân của các quốc gia tại đây. Quân đội một số nước ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng loại khí tài này. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào sở chỉ huy của Ukraine cũng như các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Được biết, cuộc tập kích đã đánh trúng tất cả mục tiêu mà Nga đề ra, trong khi đó phía Ukraine hiện nay người dân nước này đã vỡ mộng trước tài năng chỉ huy của Tổng thống Zelensky bởi Ukraine không có đủ nhân lực và họ sẽ không thể tự mình ngăn chặn các cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ, lực lượng quân đội nước này đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công chính xác cao bằng vũ khí trên biển và trên bộ, cũng như máy bay không người lái, nhằm vào mục tiêu quân sự của Ukraine. Các mục tiêu này bao gồm trung tâm ra quyết định, các cơ sở của cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cũng như các doanh nghiệp quốc phòng. Cuộc tấn công cũng nhằm vào các khu vực tập trung lực lượng và lính tư nhân nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tất cả các mục tiêu đều đã bị tấn công, kế hoạch của cuộc tấn công đã hoàn thành. Trong khi đó, truyền thông Ukraine cũng đưa tin một số vụ nổ xảy ra ở các tỉnh Kharkov, Odessa, Dnipropetrovsk và Poltava. Theo ông Vladimir Rogov, quan chức tại tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, vị trí đóng quân của SBU và một kho đạn tại tỉnh Odessa trúng đòn tập kích. Một nguồn tin tại Kharkov cho biết Nga còn tấn công căn cứ của lữ đoàn xung kích Liut của lực lượng cảnh sát Ukraine cùng trường đào tạo binh sĩ tăng thiết giáp tại tỉnh này. Trước các cuộc tấn công dày đặc từ Nga, tờ Wall Street Journal mới đây nhận định quân đội Ukraine giờ đây không có đủ nhân lực và họ sẽ không thể tự mình ngăn chặn các cuộc tấn công. Theo ấn phẩm của Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine đang rất cần bổ sung các lữ đoàn cũ và thành lập các đội hình mới. Trong khi đó, đối với người dân Ukraine, điều quan trọng nhất lúc này là không bị mất thêm nữa cả về lãnh thổ và con người nếu xung đột tiếp tục phần lớn người dân phản đối việc tuyển dụng mới, phẫn nộ trước phương pháp làm việc hiện có của các cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân đội Ukraine. Người dân bày tỏ mong muốn đàm phán với Moscow vì họ không muốn chiến đấu nữa. Hiện nay, ở Ukraine, quân đội bắt đầu công khai xúc phạm dân thường. Lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng các nhân viên văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ hành động phù hợp với các tiêu chuẩn đã được thiết lập và người dân bị khiển trách một cách bất công. Trung tướng Alexander Papiuk, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, viết trên blog của mình, Chúng tôi kịch liệt lên án việc dân thường ủng hộ tinh thần cho việc trốn tránh và không muốn nhận triệu tập. Theo đánh giá của Washington Post, sau thất bại của cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái của lực lượng Ukraine, người dân nước này đã vỡ mộng trước tài năng chỉ huy của Tổng thống Zelensky và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã mở các cuộc tấn công thành công ở phía nam Severs, áp sát Trà và tiến vào khu vực Berichy và Semenovka ở Adipka, Việc giao tranh ác liệt đang diễn ra trên những ngọn đồi gần đó, việc chiếm được ngọn đồi này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Nga giành quyền chủ động về tay mình, đẩy quân đội Ukraine vào thế bị động. Sau khi giải quyết được những ngọn đồi này, rất có thể quân đội Nga sẽ bắt đầu chiến dịch vây ép súp ra từ nhiều phía, giống như những hành động đã tiến hành ở Bakhmut, Marinka và Avdiivka, giúp lực lượng vũ trang Nga đạt được thành công trong năm 2023. Ngoài ra, các nhóm tấn công hỗn hợp của quân đội Nga đã nối lại các hoạt động tấn công gần Kleschevka, bỏ qua khu vực kiên cố chính của Ukraine ở phía tây khu định cư này. Trước đó, theo hãng thông tấn AFP, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một chiến thắng mới, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivske cách Chasovya khoảng 5 km, theo ước tính của Interlinews. Đánh dấu thành tích mới nhất của quân đội Nga sau khi giành quyền kiểm soát một loạt khu định cư ở tiền tuyến những tuần gần đây, về phần Ukraine, nước này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân lực và đạn dược trầm trọng. Kênh Deep State của Ukraine cũng xác nhận lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía tây Adipka và mở rộng quyền kiểm soát ở một số khu vực. Đồng thời, Nga duy trì lợi thế về nhân lực và tiếp tục thả số lượng lớn bom lượn UMPK. Đáng chú ý là, bất chấp việc Ukraine tuyên bố bắn hạ hàng loạt máy bay tiêm kích đa năng Su-34 chủ lực, nhưng số lượng bom lượn mà Nga ném hàng ngày không hề giảm, thậm chí còn tăng lên. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng phòng thủ của đối phương. Kênh Infan Militario cho biết, theo hướng Adipka, nhờ hành động thành công của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm của Nga, hầu hết các cánh đồng giữa Berichi và Olipka đã bị kiểm soát và vòng vây đang siết chặt tại làng Berichi. Một trong hai tuyến đường tiếp vận cuối cùng đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ. Lực lượng Kiev chỉ có thể trông chờ vào quốc lộ 00542, nhưng nó cũng đang nằm trong tầm bắn của pháo binh đối phương nếu lực lượng phòng thủ không rút lui khỏi ngôi làng trong những ngày sắp tới, rất có thể họ sẽ hết cơ hội. Với đà tiến công mạnh mẽ và những thành công mới, dù là không quá lớn, giới chuyên gia nhận định lực lượng vũ trang Nga hiện đang nắm giữ thế chủ động tấn công trên chiến trường, đẩy quân đội Ukraine vào thế phòng thủ bị động ở khắp các khu vực phía Đông và phía Nam. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga không cần phải công bố một đợt huy động khác để bổ sung binh sĩ cho quân đội, ngay cả khi Moscow có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực do Ukraine kiểm soát. Vào đầu tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất Nga có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để ngăn chặn kỹ ép tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Nhà lãnh đạo Nga nói, để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát. Lực lượng Nga sẽ thiết lập một khu vực an ninh mà đối phương sẽ rất khó vượt qua nhấn mạnh rằng Nga sẽ thực hiện điều này khi chúng tôi thấy điều đó là phù hợp. Ngày 26 tháng 3, khi được hỏi liệu Nga có cần huy động thêm lực lượng mới để hoàn thành mục tiêu đó hay không, ông bác bỏ điều này, nói rằng điều này hoàn toàn không cần thiết. Tổng thống Putin ra lệnh huy động một phần gọi 300.000 binh sĩ dự bị vào tháng 9 năm 2022. Ông Sogu giải thích rằng vào thời điểm đó, Nga cần bổ sung binh sĩ để ổn định tình hình, bảo vệ các vùng lãnh thổ mới giành quyền kiểm soát và giữ vững chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Kể từ đó, các quan chức Nga đã nhiều lần bác bỏ thông tin về một đợt huy động mới sắp diễn ra. Thay vào đó, Nga đã phát động một chiến dịch tuyển quân quy mô lớn, khuyến khích công dân nhập ngũ với khoảng 490.000 người ký thỏa thuận với quân đội hoặc tham gia các đơn vị tình nguyện chỉ trong năm 2023. Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết có khoảng 1.500 người tình nguyện gia nhập quân đội hàng ngày trên khắp đất nước. Ông Sugo cho biết tất cả các kế hoạch tuyển quân cho lực lượng lục quân và hải quân trong năm nay đã được hoàn thành. Đồng thời nói thêm rằng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang Nga là 1,15 triệu quân nhân. Quy mô quân đội của Nga sẽ tăng lên 1,5 triệu binh sĩ vào năm 2024, bao gồm tới 745.000 quân hợp đồng. Sau tổn thất lớn trong chiến dịch phản công 2023, hiện nay Ukraine cũng đang đứng trước khó khăn lớn về tuyển quân cho các trận chiến khốc liệt với Nga sắp tới. Dự luật do chính phủ Ukraine đề xuất nhằm nới rộng đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Ukraine sau nhiều tháng tranh luận. Những thay đổi được đưa ra trong dự luật khá rẻ rặt. Độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm từ 27 xuống 25. Bình sĩ được xuất ngũ sau 3 năm phục vụ và những nam giới trốn tránh nghĩa vụ sẽ phải chịu hình phạt. Tuy nhiên, Quốc hội Ukraine trước tâm lý uể oải và mệt mỏi của công chúng sau 3 năm xung đột đang phân vân trước những điều chỉnh nhỏ như vậy. Bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine trong năm nay, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga với dân số đông gấp 3 lần đang triển khai hàng nghìn binh sĩ mỗi tuần cho các cuộc tấn công và có thể bổ sung khoảng 30.000 tân binh mỗi tháng. Đại đa số người dân Ukraine ủng hộ chính phủ tiếp tục nỗ lực đối đầu Nga. Nhưng theo giới quan sát, thất bại trong chiến dịch phản công lớn vào năm ngoái và thương vong của hàng chục nghìn binh sĩ đã làm lung lay niềm tin rằng họ có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời khiến Kiev cạn kiệt nhân lực. Sau khi hạm đội Biển Đen hứng chịu tổn thất nhất định trước các đòn tấn công của Ukraine, Hải quân Nga đang gia tăng nỗ lực bảo vệ các tàu còn lại của mình, bao gồm việc gắn lồng bảo vệ lên nóc tàu ngầm và áp dụng chiêu nghi binh đánh lửa UAV đối phương. Cụ thể, tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Delta 4 của Nga, Tula, có dấu hiệu được gắn thêm một lớp giáp bảo vệ, còn gọi là lồng chống đỡ, ở trên đỉnh tháp chỉ huy. Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng động thái này có thể là nhằm bảo vệ tàu trước một đòn tấn công tiềm tàng từ máy bay không người lái UAV người ta lần đầu tiên thấy giải pháp được cho là để chống UAV nói trên trong một chương trình phát trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24, tức Nga 24. Đóng quân tại cảng ở Gazievo, thuộc tỉnh Murmansk của nước Nga, tàu tu la này thuộc hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga. Lồng bảo vệ còn được gọi bằng những cái tên như giáp thanh, giáp lồng, giáp chống đỡ là một biện pháp phòng thủ được áp dụng cho các xe quân sự hạng nặng nhằm giảm tác động từ vũ khí chống tăng nổ mạnh, hit. Loại lồng này lần đầu tiên được thấy trên nóc các xe tăng T-80 của Nga vào cuối năm 2021. Nga đã mở rộng việc sử dụng cách này để bảo vệ xe tăng, trọng pháo và xe quân sự trước các UAV tấn công. Thứ vũ khí được Ukraine sử dụng với tần suất cao chưa từng có tiền lệ trong năm 2023 vừa qua. Ukraine cũng dùng cách thức đó để bảo vệ các vũ khí khí tài của chính mình trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Tuy nhiên, dường như đây là lần đầu tiên thiết bị bảo vệ như vậy được đặt lên một tàu hải quân. Điều này minh chứng các mối đe dọa ngày càng tăng của UAV nói riêng và thiết bị không người lái nói chung đối với hải quân Nga, tương tự như với lục quân Nga. Phó đô đốc đã nghỉ hưu của hải quân Ấn Độ. Shekha Sinha nhận thức rõ về điều này khi ông nói rằng đó là cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa bom do UAV thả xuống hải cảng. Mặc dù Nga chưa chính thức thừa nhận bước phát triển mới này, các cựu binh và chuyên gia quân sự kỳ cựu đã nhất trí rằng cấu trúc phụ này được gắn bên trên tàu ngầm để bảo vệ tàu cho các vật liệu nổ được thả từ UAV. Phó đề đốc Ấn Độ Jai Singh, một thủy thủ tàu ngầm kỳ cựu của Hải quân Ấn Độ, nhận định với tờ Eurasian Times, rõ ràng những thứ này là để bảo vệ những người ở trong buồng lái trước các đòn tấn công bằng UAV. Chúng vốn áp dụng cho xe tăng, nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy chúng trên tàu ngầm. Dù sao tàu ngầm cũng không trồi quá nhiều trên mặt nước trừ phi ở trong cảng. Một số nhà quan sát quân sự thì nhận xét rằng kết cấu trên có thể được gắn lên tàu ngầm để che nắng hoặc thực hiện một số chức năng khác. Nhất là khi tàu ngầm không nằm trong hạm đội biển đen ở Crimea nơi thường xuyên bị Ukraine tấn công từ xa trong thời gian qua. Thị trấn Gazievo cách tiền tuyến Nga-Ukraine khoảng 1.600 km và dường như nằm ngoài tầm với của UAV cảm tử tầm xa của Ukraine. Hơn nữa, không có chỉ dấu nào cho thấy tàu ngầm được gắn giáp bảo vệ như vậy sẽ được chuyển giao cho hạm đội Biển Đen và đưa ra mặt trận chống Ukraine. Dù thế nào, tấm màn sắt trên tàu ngầm Nga vẫn giống với giải pháp lồng sắt gắn trên xe tăng Nga giai đoạn hiện nay. Kiểu dáng các lồng sắt như vậy trên xe quân sự Nga là khá đa dạng, nếu UAV Ukraine đánh trúng được tàu ngầm Nga, hậu quả có thể rất tai hại cho nước này. Dù sử dụng thuốc nổ ở mức vừa phải, nếu đánh trúng mục tiêu, UAV Ukraine có thể gây ra những đám cháy lớn trên tàu ngầm. Nga có thể đã rất cảnh giác sau khi Ukraine tuyên bố rằng họ đã dùng tên lửa tấn công, khiến tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được nữa. Lớp giáp nói trên vẫn chưa phải là hoàn hảo trong bảo vệ tàu ngầm trước những đòn đánh kiểu đột nóc. Thực tế, có những xe tăng Nga gắn giáp lồng trên nóc vẫn bị UAV đối phương đánh trúng và phá hủy. Các điều chỉnh mới này của Nga xuất hiện vào thời điểm Ukraine gia tăng triển khai một thứ vũ khí khá lợi hại trên biển, xuồng không người lái, USV. Các xuồng này thực hiện các đòn đánh uy lực vào các tàu lớn và hiện đại của Nga. Drone biển đã trở thành một vũ khí chủ chốt của quân đội Ukraine trong bối cảnh hải quân Ukraine quá nhỏ bé và cơ bản đã bị Nga vô hiệu hóa từ trước đó. Theo Fox, sau vụ một máy bay không người lái UAV của Nga phát hiện mục tiêu để một tên lửa Nga nhanh chóng tấn công hai bệ phóng tên lửa đất đối không Patriot của Ukraine, Nga tiếp tục tìm thấy và bắn trúng một khẩu đội tên lửa phòng không Nasam S của Ukraine. Một đoạn video do lực lượng Nga đăng trên mạng xã hội mô tả dường như là một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác vào bệ phóng Nasam S cách tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia thuộc miền Nam Ukraine khoảng 48 km. Đây có thể là lần thứ hai Ukraine mất bệ phóng Nasam S. Trước khi các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ cắt viện trợ vào tháng 10 năm 2023, Washington đã cung cấp cho Ukraine 12 khẩu đội Nasam S, với mỗi khẩu đội có vài radar ít nhất một trạm điều khiển và từ 9 đến 12 bệ phóng. Ukraine chuẩn bị nhận thêm 15 đến 18 bệ phóng Nasam S từ Canada, Na Uy và Litva. Nasam S là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung được sản xuất bởi tập đoàn Raytheon Technology của Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Hệ thống được triển khai để đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Hệ thống phòng không Nasam S gồm 3 bộ phận radar, AN-MPQ-64 Sentinel, tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM và trung tâm phân phối hỏa lực FDC. Mỗi bệ phóng di động của NASAMS có 6 thùng chứa tên lửa phòng không. Phạm vi bắn hạ của hệ thống phòng không trong cấu hình NASAMS-2 lên tới 25 km ở độ cao 15 km. Phiên bản mới nhất của tổ hợp NASAMS-3 có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km. Trong hơn 2 năm cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra, lực lượng Nga đã gặp khó khăn để tấn công các mục tiêu di động cách chiến tuyến vài km Tuy nhiên, tình trạng đó đã thay đổi trong thời gian gần đây. Trong một tháng giao tranh chống lại lực lượng phòng không, pháo binh và phi công Ukraine, lực lượng Nga đã tìm thấy và phá hủy hệ thống phòng không Patriot, hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS đầu tiên của Ukraine và hai trực thăng tấn công Mi-17. Trong mỗi trường hợp, các hệ thống của Ukraine đều ở phía sau chiến tuyến hàng chục km và đang hoặc sắp di chuyển. Trước tình hình đó, Ukraine đã thông báo với các đồng minh phương Tây rằng đạn dược trong một số hệ thống phòng không của nước này có thể sẽ gần cạn kiệt vào cuối tháng 3. Thông tin này do tờ Washington Post tường thuật dẫn lời các quan chức Mỹ. Các nguồn tin này cho biết đại diện của kf đưa ra cảnh báo trong một hội nghị an ninh vào tháng trước. Một quan chức cho biết Ukraine từng có tỷ lệ bắn hạ thành công tên lửa Nga lên đến 4 phần 5, nhưng sẽ sớm đối mặt nguy cơ chỉ chặn được 1 phần 5 số tên lửa Nga. Nguồn tin cho biết, việc thiếu tên lửa phòng không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống ở các trung tâm đô thị Ukraine. Nga đã thực hiện một chiến dịch tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự, tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine kể từ mùa thu năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết, mục đích của các cuộc tấn công là nhằm đè bẹp tiềm lực quân sự của Ukraine. Một nguồn thạo tin chia sẻ với Sputnik, tên lửa lắp trên xe tăng của Nga trong vùng kế hoạch quân sự có thể loại bỏ hiệu quả bất kỳ phương tiện bọc thép nào Ukraine đang có bao gồm cả các loại của NATO. Theo nguồn tin, xe tăng T-72B3 cũng như T-72B3M, T-80BVM và T-90M tối tân của Nga đều sử dụng tổ hợp vũ khí có điều khiển Reflex M được trang bị tên lửa dẫn đường Inva M M1. Tên lửa dẫn đường 9M119 M1 Inva M1 thường xuyên được sử dụng trong hoạt động tác chiến ở khu vực kế hoạch quân sự. Nhờ khả năng xuyên giáp của các loại tên lửa chống tăng này đối với lớp giáp của xe bọc thép, tất cả các loại xe bọc thép thuộc biên chế của quân đội Ukraine, bao gồm cả các mẫu xe của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đều có thể bị những tên lửa này xuyên thủng ở bất kỳ góc độ nào, kể cả xe tăng ở góc chính diện. Cũng theo nguồn tin trên, đã có trường hợp cơ số đạn dược mang theo trong xe bọc thép của lực lượng Ukraine phát nổ ngay khi chúng loạt tên lửa Inva đầu tiên. Những tên lửa này cũng được sử dụng để loại bỏ các mục tiêu thuộc loại nhỏ như các cứ điểm hỏa lực. Nguồn tin cho biết thêm, vũ khí dẫn đường giúp xe tăng Nga như được nối dài thêm cánh tay vì chúng có tầm bắn chính xác hạ mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5,5 km, trong khi đạn xuyên giáp của xe tăng Ukraine, bao gồm cả các mẫu xe nước ngoài, chỉ có tầm bắn hiệu quả đối với các mục tiêu cỡ nhỏ là từ 2 đến 2,5 km. Trong diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ khoảng chục tên lửa của phương Tây, được Ukraine phóng về vùng biên giới Bengorod. Theo hãng tin RT, vào sáng sớm ngày 26 tháng 3, thống đốc vùng Bengorod Vyacheslav Gladkov cho hay lực lượng phòng thủ Nga đã bắn hạ tổng cộng 13 mục tiêu trên không khi chúng tiếp cận thành phố Belgorod. Hai người đã bị thương trong vụ việc. Khoảng 2 giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công của Kiev bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire do Shark cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga thông báo 13 tên lửa đã bị phá hủy giữa không trung. Theo thống đốc Gladkov, chính quyền địa phương đã quyết định không kích hoạt còi báo động không kích trong đêm bởi không muốn người dân rời khỏi nhà và đi ra ngoài nhằm tránh nguy cơ bị thương. Tuy nhiên, ông khuyến khích người dân chia sẻ ý kiến về việc liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không. Trong khi đó, Hải quân Ukraine tuyên bố đã phóng tên lửa trúng tàu đổ bộ Konstantin Olsansky mà Nga tịch thu của Kiev vào năm 2014. Hãng tin Reuters dẫn chia sẻ của phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro trên đài truyền hình quốc gia Ukraine vào sáng ngày 26 tháng 3. Hiện tại, con tàu không còn khả năng chiến đấu. Trước đó, khi tấn công bán đảo Crimea vào năm 2014, quân đội Nga đã tịch thu tàu đầu bộ Konstantin Osansky cùng phần lớn tài sản của Hải quân Ukraine. Ông Pletenchuk cho biết thêm, con tàu đã được cải tiến và chuẩn bị chống lại Ukraine. Do đó, quyết định tấn công con tàu đã được đưa ra. Tên lửa chống hạm Neptune do Ukraine sản xuất đã được sử dụng trong vụ tấn công. Thưa quý vị, chính phủ Pháp sẽ không loại trừ vấn đề trưng dụng nhân lực, kho dự trữ hay các phương tiện sản xuất cũng như áp đặt sản xuất đối với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đưa ra để đảm bảo chủ quyền và duy trì viện trợ cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm tập đoàn quốc phòng Orenco cùng các tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sản xuất với cường độ nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tại Ukraine và đặt mục tiêu sẽ sản xuất 100.000 quả đạn pháo 155mm trong năm 2024. Trong đó, 80% số đạn pháo này sẽ được chuyển giao cho Ukraine và phần còn lại sẽ được quân đội Pháp sử dụng. Người đứng đầu quân đội Pháp cho biết tập đoàn Orenco đang mở lại một nhà máy sản xuất thuốc pháo ở thành phố Begrac nằm về phía tây nam nước Pháp để giải quyết nhu cầu thiếu thuốc pháo trên thế giới. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025 và mỗi năm sẽ sản xuất 1.200 tấn thuốc pháo, đủ để chế tạo 500.000 quả đạn pháo, phục vụ nhu cầu cấp bách tại Ukraine và cuộc đua tái vũ trang ở châu Âu. Tập đoàn Orenco hiện đã nhận được số đơn đặt hàng cho đến tận năm 2030. Một ưu tiên khác của Pháp trong thời gian tới là rút ngắn thời gian sản xuất tên lửa tầm xa Aster của tập đoàn Eurosam, một liên danh giữa Pháp và Italia Đầu năm 2023, Paris đã đặt hàng 200 tên lửa Aster với tổng giá trị 900 triệu euro và theo lịch trình số hàng này sẽ được giao vào năm 2026. Trước đó, Pháp đã chuyển giao hàng chục tên lửa Aster cho Ukraine để tăng cường hệ thống phòng không. Để cải thiện kho vũ khí và sự trễ hẹn trong giao hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu cho biết không loại trừ khả năng vận dụng điều khoản chưng dụng phục vụ các cuộc xung đột trong luật chương trình quốc phòng mới được Quốc hội Pháp thông qua tháng 7 năm 2023. Điều khoản trưng dụng có thể sẽ được vận dụng để phục vụ nhu cầu của quân đội Pháp hoặc khi một quốc gia đồng minh xảy ra xung đột. Quân đội có thể trưng dụng nhân lực, hàng dự trữ hay cả các phương tiện sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu cũng cho biết dù vấn đề trưng dụng chưa chính thức được thảo luận nhưng trong những tuần tới, chính phủ sẽ lên kế hoạch áp đặt hạn mức tối thiểu vũ khí dự trữ trong kho đối với một số tập đoàn quốc phòng, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất và ưu tiên các đơn hàng quân sự trên nhu cầu dân sự. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu nền sản xuất công nghiệp quốc phòng chuyển sang chế độ thời chiến với năng suất nhanh hơn và lớn hơn để duy trì hỗ trợ Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Politico Ấn Bản Châu Âu đưa tin, những người phụ trách chuyên mục Playbook của báo đã trò chuyện với nhiều thành viên thuộc đảng của ông Macron từng giữ bữa tiệc tối hôm 20 tháng 3 ở Điện Elysee. Mặc dù hầu hết các cuộc thảo luận tập trung vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra, nhưng xung đột Nga-Ukraine cũng được đề cập đến. Một nguồn tin nhắc lại lời Tổng thống Pháp phát biểu tại sự kiện rằng Ukraine có thể sụp đổ rất nhanh. Đài RT đưa tin, những lo ngại về nguy cơ Ukraine thua dường như dựa trên một số đánh giá bị dò dỉ của quân đội Pháp được tờ Marian đăng tải hồi đầu tháng 3. Trong đó, một báo cáo sau chiến dịch phản kích mùa hè của Ukraine kết luận các lực lượng Kiev không thể giành chiến thắng trong xung đột bằng biện pháp quân sự. Một báo khác mô tả trận giao tranh ở thành phố Adipka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine như cuộc tháo chạy của quân Kiev, khiến quân đội Pháp vô cùng lo lắng ông Macron đã thúc giục phương Tây tăng cường trợ giúp Ukraine sau khi một số công dân Pháp chiến đấu cho Kiev thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Tờ báo Pháp Le Figaro mới đây đã xem xét 5 kịch bản có thể xảy ra đối với sự tham gia trực tiếp của Paris vào cuộc xung đột Ukraine. Hai kịch bản đầu tiên không liên quan đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Pháp và Nga. Những kịch bản này bao gồm việc Pháp có thể xây dựng các nhà máy quân sự trên lãnh thổ Ukraine và hỗ trợ Kiev ra phá bom mìn và huấn luyện binh lính. Tuy nhiên, các tác giả của ấn phẩm nghi ngờ rằng sự hỗ trợ như vậy sẽ giúp Ukraine nhanh chóng đánh bại đối phương. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng điều đáng lưu ý là nhìn chung khó có thể tưởng tượng việc cử lực lượng NATO đến các công trình xây dựng ở Ukraine. Trong ba phương án còn lại là để ngỏ sự gia tăng căng thẳng với sự tham gia của quân đội nước này trong cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine với một kịch bản có 100% khả năng là binh sĩ Pháp sẽ đụng độ trực tiếp với lực lượng Nga. Kịch bản khó xảy ra nhất chính là xảy ra một cuộc đối đầu trong chiến hào giữa binh sĩ quân đội Pháp và lực lượng vũ trang Nga. Điều này sẽ gây ra tổn thất to lớn về chính trị và quân sự đối với đất nước này. Theo giới phân tích, nếu kịch bản cực đoan nhất xảy ra, không chỉ lực lượng vũ trang Pháp bị thiệt hại nặng nề, mà ngay cả nước Pháp cũng lâm vào tình trạng nguy cấp, bởi Nga không chỉ là nước có quân đội hùng mạnh, mà còn là một cường quốc hạt nhân số một thế giới. Một khi cảm thấy đang ở trong tình trạng nguy cấp, thì Moscow hoàn toàn có thể sử dụng đến kho vũ khí hủy diệt của mình, và khi đó sẽ chẳng có ai giành được chiến thắng mà tất cả đều thua. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng Nga sẽ hưởng lợi nếu Pháp quyết định triển khai binh sĩ đến Ukraine để hỗ trợ Kiev, bởi thực tế rất khó để che giấu số lượng lớn binh sĩ như vậy. Tuy nhiên, ông Medvedev không nêu cụ thể những lợi ích đối với Nga là gì. Theo ông, binh sĩ Pháp ở Ukraine sẽ trở thành lực lượng can thiệp nên loại bỏ họ là ưu tiên và vấn đề danh dự đối với lực lượng vũ trang Nga. Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, SVR đã cho rằng Pháp đã chuẩn bị đưa quân tới Ukraine, ban đầu gồm khoảng 2.000 binh sĩ. Ông cũng lưu ý, binh sĩ Pháp đã hiện diện không chính thức ở Ukraine từ lâu. Một số người trong số họ đã thiệt mạng hoặc bị thương. Bộ Quốc phòng Pháp bác bỏ thông tin này, gọi đây là ví dụ khác về tuyên truyền thông tin sai lệch có hệ thống của Nga. Căng thẳng Nga-Pháp gần đây gia tăng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron cuối tháng trước tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến NATO bị cuốn vào cuộc xung đột quy mô lớn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết, NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng. Các nước trong liên minh quân sự này đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã bày tỏ quan điểm không mấy thiện cảm với NATO, cho rằng một số thành viên của khối không đóng góp công bằng và đang lợi dụng Mỹ. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba và NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng, các thành viên trong liên minh, đặc biệt là các nước Baltic đang đẩy mạnh đầu tư vào quốc phòng của mình với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Tại một sự kiện của Viện Hudson ở Washington DC, Mỹ hôm 25 tháng 3, vài ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO, các ngoại trưởng của Litva, Latvia và Estonia đã giải thích mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và nguy cơ Nga có thể làm điều tương tự với các thành viên NATO trong tương lai. Ngoại trưởng Estonia, Magus Tesana, cho biết, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Ukraine và đảm bảo nước này giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO và phương Tây sẽ phải trả giá đắt nếu để Nga thắng ở Ukraine và mở rộng tham vọng chinh phục các nước láng giềng khác. Các chuyên gia và quan chức phương Tây từ lâu đã cho rằng, nếu Nga thành công trong việc đánh bại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cảm thấy được khuyến khích tiếp tục tham vọng của mình và mục tiêu tiếp theo có thể là các nước thành viên NATO, gây ra cuộc xung đột toàn diện giữa các đối thủ có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc thảo luận hôm 25 tháng 3, ba bộ trưởng cũng đề cập đến sự tham gia lòng lẻo của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine khi gói viện trợ mới nhất đang bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lừng ở Quốc hội. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đang theo dõi điều gì sẽ xảy ra khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Tesana lưu ý. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Mỹ cũng phải thức tình, thể hiện khả năng lãnh đạo rõ nét hơn vì châu Âu hiện đang làm nhiều hơn. Cuộc thảo luận của Ngoại trưởng các nước Baltic diễn ra sau những chỉ trích mới nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các thành viên NATO mà ông cho là đã không trả phần công bằng của họ. Tuần trước, cựu Tổng thống nói rằng nếu trở lại cầm quyền, ông sẽ giữ Mỹ ở lại NATO với điều kiện các nước châu Âu trả tiền và chơi công bằng. Theo ông Trump, Mỹ đã trả 90% chi phí của NATO, và nếu không có Mỹ, NATO thậm chí không tồn tại theo đúng nghĩa đen. NATO được hưởng lợi từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ và khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ ở châu Âu. Liên minh đã đặt ra hướng dẫn cho mỗi đồng minh chỉ ít nhất 2% GDP cho quân đội của mình. 18 trong số 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này trong năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump phản nàn về sự tham gia của Mỹ vào NATO hoặc đưa ra những tuyên bố chỉ trích liên minh này. Tháng trước, ông Trump thậm chí còn phát ngôn gây sốc rằng Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn đối với nước nào không trả đúng hạn các khoản đóng góp tài chính và quân sự của NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump thường chỉ trích NATO, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ sẽ rút khỏi liên minh hoặc không phản ứng trước tình huống của điều năm. Khi một đồng minh bị tấn công, thì phần còn lại của liên minh sẽ cùng đứng ra bảo vệ. Nhưng hiện tại, nếu ông Trump đắc cử trong năm nay, ông sẽ gặp khó khăn hơn nhiều vì Quốc hội đã thông qua dự luật vào tháng 12 năm 2023 nhằm ngăn cản một tổng thống rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hai nước thuộc Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây đều lên tiếng về các mối liên hệ với Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai khối này với Moscow do xung đột ở Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin TASS được công bố ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato khẳng định Budapest không có ý định cắt đứt liên lạc cấp cao với Moscow và mọi kênh liên lạc phải được mở. Ông Sijato nói, rõ ràng là chúng tôi vẫn giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo Nga. Bản thân tôi vẫn giữ liên lạc với các đồng nghiệp Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Năng lượng Alexander Novak cũng như Phó Thủ tướng Denis Manturov. Theo Ngoại trưởng Hungary, hai bên nên duy trì các kênh liên lạc mở, vốn sẽ tạo ra cơ hội đạt được hòa bình trong tương lai, vì cuối cùng hai bên sẽ phải nói chuyện với nhau, ngay cả khi hoàn cảnh phức tạp hay thậm chí Nga không đồng ý về mọi thứ. Nhà ngoại giao cũng kêu gọi cải thiện sự hợp tác với Nga trên các lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Hungary hoàn toàn cởi mở trong các liên lạc cấp cao với Moscow bất cứ khi nào cần thiết. Trước đó, Điện Kremlin đã phản ứng với tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về việc không muốn làm láng giềng của Nga. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Praha, Thủ tướng Orbán nói rằng Hungary không muốn có đường biên giới chung với Nga. Theo ông Oban, nước này vẫn còn lưu giữ những ký ức tiêu cực về mối quan hệ láng giềng với Liên Xô. Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ quan điểm rằng lợi ích an ninh quốc gia của nước này sẽ được đảm bảo tốt nhất trong tình huống không có đường biên giới chung với Liên bang Nga. Thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết những lo ngại của Hungary về khu vực lân cận với Nga là vô căn cứ khi bình luận về nhận xét của Thủ tướng Viktor Orbán rằng không muốn có đường biên giới chung với Nga ngoài ra người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin lưu ý rằng quan điểm của moscow về nhiều mặt không đồng tình với lập trường của thủ tướng hungary ông peskov nói nga không phải là một mối nguy hiểm trái ngược với những gì hiện đang được lặp lại với sự nhất quán ở liên minh châu âu không phải bất kỳ quốc gia nào cũng thù địch với nga hay tìm cách chống nga vì vậy những lo ngại về vấn đề này là vô căn cứ trong khi đó ngày 26 tháng 3 tổng thống cộng hòa séc petr pavel nhấn mạnh về lâu dài, nước này cần có đại diện ở cấp đại sứ tại Nga. Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo cơ quan an ninh thông tin BIS, Tổng thống Pavel nói, tôi từ lâu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc có đại diện cấp đại sứ ở Nga. Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình có phù hợp vào thời điểm hiện nay hay không? Thừa nhận thủ tục bổ nhiệm đại sứ mới sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông nhấn mạnh, khi tình hình phù hợp, cần thực hiện ngay. Trước đó, đại sứ của Cộng hòa Séc tại Nga là ông Viteslav Pivonka, Song ông này đã trở về nước hơn một năm qua. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và Ngoại trưởng Jan Lipavsky cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc cử đại sứ mới tới Moscow. Ngay sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách xuống thang xung đột bằng con đường ngoại giao. Trong mùa hè đầu tiên kể từ thời điểm đó, ông Macron nói rằng điều quan trọng là không để Nga mất mặt và phải bảo đảm trật tự an ninh của châu Âu cũng như của Nga. Nhưng từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Pháp thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn, có vẻ đang theo đuổi chính sách ngoại giao diều hâu. Tại một hội nghị ở Paris tháng trước, ông Macron nói rằng điều quân đội phương Tây đến chiến đấu với Nga ở Ukraine là điều không nên loại trừ. Ý tưởng này khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin giận dữ và các nước hậu thuẫn chính của Ukraine gạt bỏ. Sau đó, khi phát biểu tại Praha, ông Macron nói rằng châu Âu không thể hèn nhát khi đương đầu với Nga. Tuy nhiên, Paris ngày càng lo ngại về việc trở thành mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp như tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch mà họ cáo buộc do Nga gây ra. Trong khi đó, một bài bình luận trên nhật báo Le Monde của Pháp dẫn lời tham mưu trưởng lục quân Pháp Pierre Skin cho biết quân đội Pháp đã sẵn sàng. Ông viết, cho dù tình hình quốc tế có diễn biến ra sao, người dân Pháp có thể chắc chắn rằng binh lính của họ sẵn sàng ứng phó. Theo ông Skin, việc phô trương khả năng quân sự của Pháp sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Pháp. Trong giai đoạn hiện nay, ông Macron đang muốn đẩy mạnh tầm nhìn của mình về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trước Washington, đồng thời chứng minh rằng châu Âu có thể hỗ trợ Kiev mà không cần trồng cậy Mỹ, nhất là trong bối cảnh ông Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng. Ông Macron liên tục cảnh báo các đối tác châu Âu rằng lập trường của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi và chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể chỉ là một quãng nghỉ, chứ không phải chính trị Mỹ trở lại bình thường. Đề xuất của ông Macron về việc điều quân đội phương Tây tới Ukraine bị hầu hết các đồng minh NATO bác bỏ, nhưng các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva vui mừng. Ông Matthew Droin, nghiên cứu viên về chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, Lập trường cứng rắn của ông Macron về vấn đề Ukraine, ít nhất về mặt ngôn từ, có thể nhằm xoa dịu khu vực phía đông lục địa. Dù ông Macron có làm như lời hùng biện của ông hay không, chắc chắn ông ấy đã lấy được lòng Đông Âu. Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch chiến lược của Pháp trong tương lai. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố dự án thêm lục địa mở rộng nhằm tuyên bố quyền tài phán nằm ngoài phạm vi lãnh hải của nước này vào khoảng 1 triệu km vuông. Công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, cho phép các yêu sách hàng hải có phạm vi lên tới 200 hải lý, khoảng 370 km, tính từ bờ biển trên các đại dương trên thế giới. Liên quan đến vụ việc này, Nga vừa chính thức từ chối công nhận bất kỳ yêu sách nào của Mỹ đối với các lãnh thổ mới ở biển Bering và Chukchi. Theo bài viết của RIA, quyết định được Nga đưa ra trong phiên họp của Hội đồng Cơ quan đáy biển quốc tế vừa diễn ra tại thủ đô của đất nước Jamaica. Cơ quan quản lý này ít được công chúng biết đến mặc dù nó được giao chức năng quan trọng là tuân thủ các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển cụ thể là phân định pháp lý các vùng biển và đáy đại dương mà luật pháp quốc tế xác định tuyên bố của bộ ngoại giao nga có đoạn mỹ đang đơn phương cố gắng thu hẹp diện tích đáy biển thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý đáy biển quốc tế cũng như đối với cộng đồng quốc tế bộ ngoại giao nga nhấn mạnh những hành động đơn phương này của mỹ không phù hợp với các quy tắc và thủ tục do luật pháp quốc tế thiết lập đồng thời lưu ý rằng moscow sẽ ngăn cản yêu sách của mỹ cũng như việc Washington lợi dụng UNCLOS để mở rộng vùng đặc quyền kinh tế. UNCLOS cho phép khả năng mở rộng vùng đặc quyền kinh tế EEZ của một quốc gia nếu nó có thể chứng minh được rằng thêm lục địa vượt quá giới hạn 200 hải lý, nhưng các quốc gia phải nộp đơn kiến nghị thông qua các kênh thích hợp. Moscow cáo buộc Washington tập trung vào các lợi ích của nước này và hoàn toàn phớt lờ các nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế khi liên quan đến luật pháp quốc tế. Mặc dù có liên quan đến việc xây dựng UNCLOS, nhưng Mỹ chưa bao giờ phê chuẩn nó. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngoài công hàm gửi lên ISA, Moscow cũng gửi công hàm bác bỏ các yêu sách về thềm lục địa của Mỹ đến Washington thông qua các kênh song phương. Các bản đồ do Bộ Ngoại giao công bố cho thấy Mỹ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở 6 khu vực, bao gồm ở Bắc Cực và biển Bering, dọc ranh giới biển với Nga. Yêu sách ở Bắc Cực vượt quá 350 đến 680 hải lý ngoài đường biển 321 km, trong khi yêu sách ở biển Bering đi khoảng 340 hải lý về phía đông. Washington cũng muốn chiếm đoạt các phần đáy biển phía bắc quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương cũng như ngoài khơi bờ biển phía tây California. Ở Đại Tây Dương, Mỹ đã tuyên bố chủ quyền một vùng đáy biển rộng lớn vượt quá đường 300 km của mình cũng như hai phần của vịnh Mexico dọc theo biên giới với Mexico và Cuba. Ở khu vực Trung Đông, diễn biến giao tranh đang diễn ra ngày càng căng thẳng. Gần đây nhất, phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban đã phóng hàng chục quả tên lửa vào một thị trấn của Israel gần biên giới với Liban. Hành động này được cho là để đáp trả các cuộc không kích của Israel trước đó vào một ngôi làng ở miền nam Liban. Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết đã phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryat Mona, một thị trấn của Israel gần biên giới với Liban, vào sáng sớm 27 tháng 3 để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Hebarize ở miền nam Liban trước đó. Theo các nguồn tin an ninh của Liban, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Hebrize. Các cuộc tấn công của Israel dường như nhắm mục tiêu vào trung tâm cứu trợ và khẩn cấp của Hezbollah trong làng. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do vụ phóng tên lửa của Hezbollah gây ra. Trước đó, các cuộc không kích của Israel gần hai thị trấn ở đông bắc Liban ngày 26 tháng 3 đã khiến ba tay súng Hezbollah thiệt mạng. Israel đã xác nhận những cuộc tấn công này. Ngoài ra, theo hãng Reuters, hai nguồn tin an ninh tại Liban cho biết Israel trước đó đã tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Baanbek, một cứ điểm của Hezbollah tại miền đông Liban. Về phần mình, Hezbollah nhấn mạnh rằng nhằm đáp lại vụ oanh kích vào một cứ điểm tại thành phố Baanbek, lực lượng này đã tấn công một căn cứ pháo binh và tên lửa của Israel tại các doanh trại Joab và Kaila bằng hơn 60 quả rocket Katyusha. Lực lượng phòng vệ Israel IDF gần đây mở chiến dịch tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Liban nhằm vào vị trí của Hezbollah, làm tăng nguy cơ chiến sự trong khu vực mở rộng. Trang Libang News cho biết, xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới phía nam Liban đã gây thiệt hại gián tiếp 350 triệu đô la Mỹ. Theo Libang News, thiệt hại trên là do nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu mét vuông đất nông nghiệp và rừng đã bị thiêu dụi. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã giao tranh qua biên giới kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas nổ ra ở giải Gaza lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel khi có một lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Dù vậy gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết kể cả khi có lệnh ngừng bắn tại Gaza, nước này vẫn không từ bỏ mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra khỏi miền Nam Liban, dù bằng con đường vũ lực hay ngoại giao. Bên cạnh đó, tại mặt trận Gaza, quân đội Israel gần đây đã mở hàng chục cuộc không kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu, trong đó có thành phố Gaza ở phía Bắc, thị trấn Khan Yunis ở phía Nam và thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập theo nguồn tin y tế Palestine, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến nhiều người thương vong, hầu hết là dân thường. Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 3 dẫn lời chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, phó chỉ huy quân sự của Hamas, Magwan Isa, đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel trong tháng này. Ông Hagari nói rằng, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ thông tin tình báo phó chỉ huy quân sự của Hamas, Magwan Isa, đã bị trừ khử trong cuộc tập kích mà chúng tôi đã tiến hành cách đây khoảng 2 tuần. Trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel, cái tên Isa đứng đầu cùng với chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammed Deif và lãnh đạo lực lượng này tại Gaza, Yahya Sinwa. Phản ứng về thông tin trên, sĩ quan cấp cao Hamas, Osama Hamdan, nói với đài Al Jazeera rằng bộ phận chính trị của Hamas chưa nhận được bằng chứng về cái chết của ông Isa. Ông Hamdan đưa ra phát biểu từ Beirut, Liban rằng Mọi người đều biết rằng kể từ ngày đầu tiên, người Israel đã nói rằng họ muốn nhắm mục tiêu vào lữ đoàn Qassam và các chỉ huy khác. Tuy nhiên, do không có tuyên bố chính thức xác nhận việc hy sinh nên không thể xác nhận thông tin đó. Trong một diễn biến khác, trinh sát cơ Oron, mẫu máy bay giá 1 tỷ đô la Mỹ đã được một số đơn vị quân đội Israel triển khai trên thực địa. Tờ Inet của Israel dẫn nguồn tin riêng cho biết, máy bay do thám mới nhất của không quân Israel, Oron, đã đi vào hoạt động một cách đầy đủ giới chức Bộ Quốc phòng đã tận dụng tình hình cấp bách từ cuộc chiến ở giải Gaza để rút ngắn quy trình phê duyệt xuống còn vài ngày thay vì vài tháng. Phi cơ Oron đã tiến hành hơn 100 vụ xâm nhập và tích lũy được hàng trăm giờ bay kể từ khi đi vào hoạt động. Mỗi chuyến bay kéo dài 5 đến 10 giờ và có thể di chuyển tới hàng nghìn km. Tình báo quân đội, hải quân và không quân Israel là các lực lượng đang sử dụng mẫu trình sát cơ này. Tờ báo không tiết lộ chiếc máy bay đã được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ nào và ở đâu. Tuy nhiên, Inet viết rằng nó có khả năng cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực từ trên cao cho các chiến dịch truy quét lực lượng chống đối ở bờ Tây, thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở thành phố Rafah tại giải Gaza để hạ các tay súng Hamas, trà trộn vào dân thường, phát hiện các đoàn xe chở vũ khí từ Iran tới Iraq, xác định các nhân sự chủ chốt trong chương trình hạt nhân của Iran và nhắm mục tiêu vào phương tiện chở các tay súng ngay giữa thủ đô Beirut của Liban. Tờ này viết, tất cả đều có thể thực hiện ở độ cao trên 12.000 mét. Thông tin phi cơ Orion đi vào hoạt động được tiết lộ sau khi không quân Israel mang mẫu máy bay, bay này tới trưng bày ở triển lãm hàng không Paris tại Pháp hồi tháng 6 năm 2023. Cuối tháng 8 cùng năm, Tổng cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống tình báo của phi cơ Orion đã sẵn sàng hoạt động và nó đang tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Đứng trước mũi chiếc xe tăng ở rìa giải Gaza, chuẩn tướng Israel Dan Goldfuss dừng bài phát biểu của ông về cuộc xung đột chống Hamas để tránh các nhà lãnh đạo chính trị của Israel ngay trên sóng truyền hình. Chuẩn tướng Dan Goldfuss kêu gọi các chính trị gia ở mọi phía từ bỏ chủ nghĩa cực đoan và đoàn kết, tránh quay lại hiện trạng trước khi xung đột bùng nổ, thời điểm mà sự chia rẽ chính trị và biểu tình dai dẳng nhiều tháng đã khiến Israel bị phân cực sâu sắc. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết ông Goldfuss bị tham mưu trưởng, Trung tướng Hezi Halevi khiển trách hai ngày sau đó. Nhưng phát biểu của ông khiến một số người Israel từ mặt trận trở về cảm thấy hài lòng. Ông Barak Recher, 42 tuổi, vừa mãn hạn 5 tháng làm lính dự bị, nhận xét. Ông ấy lên tiếng thay cho nhiều người cảm thấy họ đang hy sinh mạng sống và thời gian của mình trong lúc các chính trị gia bận rộn với những công việc chính trị nhỏ mọn. Reuters cho biết đã phỏng vấn 13 lính dự bị và nghĩa vụ tại các căn cứ quân sự, tại quốc hội, tại nhà riêng và các cuộc biểu tình họ đều nói về tinh thần cao của các đồng đội trên chiến trường, nhưng cũng bày tỏ thất vọng với giới lãnh đạo chính trị của Israel. Một số người thể hiện sự tức giận trước việc chính phủ không giải quyết được những vấn đề then chốt như cải cách chế độ nghĩa vụ quân sự và khó khăn kinh tế mà những người lính dự bị phải đối mặt khi trở về. IDF không bình luận về những ý kiến này. Trước đó, nội bộ Israel đã xảy ra bất đồng với những vấn đề liên quan xung đột Israel-Hamas, diễn biến có thể làm suy yếu chiến lược quân sự của nước này ở giải Gaza trong giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột với Hamas, ban lãnh đạo nội các thời chiến của Israel gồm thủ tướng Benjamin Netanyahu, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant và lãnh đạo đảng đối lập Đoàn kết quốc gia Benny Gantz đang có sự bất đồng công khai về hai vấn đề nan giải nhất mà Israel phải đối mặt. Hai vấn đề bao gồm, một là liệu Israel có nên đàm phán để chấm dứt xung đột và giải phóng con tin hay không, và hai là ai sẽ quản lý Gaza sau khi xung đột Israel Hamas kết thúc sự chia rẽ trong nội các thời chiến israel phản ánh những bất đồng lâu năm về mặt cá nhân và công việc giữa những nhân vật này những người vốn đã cùng đoàn kết để thành lập chính phủ thời chiến nhằm chống lại hamas sau khi nước này bị tấn công tuy nhiên khi áp lực từ chính quyền tổng thống mỹ joe biden về việc thúc giục israel bảo vệ và hạn chế thương vong cho dân thường ở gaza ngày càng tăng áp lực từ người dân trong nước khi đàm phán thả con tin tiến triển chậm sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo này đã xuất hiện dù nhất trí tiếp tục cuộc xung đột, nhưng Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan mâu thuẫn ngày càng nhiều về việc ai sẽ quản lý Gaza sau xung đột. Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas dường như đang tìm cách khai thác sự bất đồng này. Trên thực địa, quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc tấn công kết hợp cả bộ binh và không quân vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp giải Gaza, trong đó có thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong những giờ qua, quân đội Israel tiến hành tổng cộng 60 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza. Phần lớn các cuộc không kích này nhằm yểm trợ lực lượng bộ binh tiến đánh các cứ điểm của Hamas, bao gồm các hầm ngầm và tòa nhà. Trong khi đó, đáng chú ý nhất là tại mặt trận phía bắc Israel, khi quân đội nước này không kích vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban, cách biên giới Israel hơn 110 km. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, địa điểm bị tấn công gần thị trấn Zbou, phía đông bắc Liban là mục tiêu nằm sâu nhất trong lãnh thổ Liban bị oanh tạc kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tập kích tên lửa quy mô lớn của Hezbollah sang phía Bắc Israel, trong đó có một đài kiểm soát không lưu của IDF ở khu vực đỉnh Meron. Các nguồn tin an ninh Israel cho biết không quân nước này đã tấn công mục tiêu của vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria cuộc không kích được tiến hành hồi sáng sớm cùng ngày, loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 13 thành viên IRGC, trong đó có một chỉ huy cấp cao. Tuy nhiên, cả Syria và Iran chưa xác nhận thông tin này. Các động thái mới của Israel khiến dư luận lo ngại quân đội nước này có thể đẩy mạnh tấn công trong những ngày tới. Trong đó, không loại trừ khả năng Israel mở cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah như đã nhiều lần tuyên bố. Một số nguồn tin nhận định tần suất các cuộc tấn công vào khu vực xung quanh thành phố Rafah có chiều hướng tăng lên theo một số chuyên gia, với việc đẩy mạnh hoạt động tại Gaza, đồng thời đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán Doha do Mỹ, Ai Cập và Qatar bảo trợ, Israel đang tiếp tục phớt lờ và thách thức các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về sớm chấm dứt xung đột tại Gaza, mới nhất là nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ không cử phái đoàn như dự kiến đến Washington sau khi Mỹ cùng ngày bỏ phiếu trắng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Văn phòng ông Netanyahu tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an rằng quyết định của Washington khi không phủ quyết nghị quyết này là một sự rút lui rõ ràng khỏi quan điểm nhất quán của Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng gọi việc hủy chuyến thăm của phái đoàn Israel là đáng thất vọng và nói rằng Washington bối rối về điều này, nhất là khi việc bỏ phiếu trắng không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chúng tôi. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, SOHR, có trụ sở tại Anh cho biết xảy ra một vụ tập kích nhằm vào thành phố Deir Ezo và thị trấn Al gần biên giới. Trong số các mục tiêu của trận không kích có một biệt thự nằm ở Deir Ezo, nơi được dùng làm trung tâm liên lạc trong khu vực khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có một cố vấn thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran cùng hai nhân viên an ninh hộ tống cùng một số thành viên các nhóm vũ trang Syria và Iraq thân Iran. Ngoài ra cũng có nhiều người bị thương, trong đó có dân thường. Tổng giám đốc WHO Tedros Al-Hanom, Gabriel cũng cho biết một nhân viên của tổ chức này thiệt mạng trong một cuộc không kích. Nhân viên này được xác định là Emad Sehab, kỹ sư phụ trách về nước và vệ sinh ở đây SOHR không nêu rõ bên nào tiến hành các cuộc không kích trên. Quân đội Syria cáo buộc các lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Enab Baladi, một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận ở Syria, dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Mỹ không tiến hành bất cứ một cuộc tấn công nào ở Syria. Trong khi đó, tờ Times of Israel đưa tin không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích tại miền đông Syria nhắm vào các mục tiêu Iran liên quan đến hoạt động chuyển vũ khí tới khu bờ Tây. Cũng tại mặt trận Gaza, quân đội Israel mở hàng chục cuộc không kích kết hợp tấn công bộ binh và hàng loạt mục tiêu, trong đó có thành phố Gaza ở phía bắc, thị trấn Khan Yunis ở phía nam và thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Theo nguồn tin y tế Palestine, các cuộc tấn công trong 24 giờ của quân đội Israel vào Gaza khiến ít nhất hàng trăm người thương vong, hầu hết là dân thường. Cùng với việc tăng cường hoạt động chiến đấu trên thực địa, chính phủ Israel cũng quyết định rút phái đoàn đàm phán của nước này tại Doha, Qatar về nước nhằm phản ứng với việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza, cũng như sự thiếu hợp tác từ phía lực lượng Hamas. Các động thái mới của Israel khiến dư luận lo ngại quân đội nước này có thể đẩy mạnh chiến sự trong những ngày tới. Trong đó, không loại trừ khả năng Israel mở cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn và Rafah như đã nhiều lần tuyên bố. Bên cạnh đó, Mỹ cũng nhiều lần tấn công dân quân thân Iran mà họ cáo buộc nhiều lần tấn công vào lợi ích của Mỹ tại Iraq và Syria khi xung đột Israel-Hamas diễn ra. Đợt không kích hồi tháng 2 của Mỹ nhằm vào mục tiêu ở ez-Zor và Al-Mayadin, Syria khiến hàng chục tay súng thân Iran thiệt mạng. Hoạt động này nhằm trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordani, làm dấy lên lo ngại đối đầu trực diện giữa Mỹ và Iran. Các nhóm dân quân thân Iran sau đó hạn chế tấn công mục tiêu Mỹ tại Syria những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại